lúc này thì trời bão, hiện tại thì trời mới vừa mưa dứt anh em ơi. Bữa nay thì cho máy bay nó bay để cho nó vũ khô ráo để hai cây châm lẻ xuống cắt. Đây chuẩn bị bay nè. Đó, rất là tiện lợi nha anh em. Hiện tại máy bay đang bay nè anh em ơi. Bay cũng cường độ thấp ha. Đang vũ nước xuống nè. Còn hai cây châm lẻ thì đang ở trên đây nè. Cái này hậu dài tới nhiêu mét lận? Dạ 700 mét lận chú ơi. 700 mét ha. Hiện tại máy bay đang bay nghe anh em. Bay đang vũ nước cho nó hết đang cắt thôi em ạ. Mưa bão ẩm rài quá trời luôn. Trời cái này rất là tiện anh em ơi. Cái này để thấp thấp xuống mới được. Quá tiện lợi anh em ơi. Lúc này thì gió nó vũ cũng cũng khô bớt rồi ha. Ồ, gió dữ dằn không? Bộ muốn hết kia cái gì nạp nguyên liệu vô gì nè. Khô chưa, khô chưa? Coi thử ra khô chưa? Cái lá khô. Khô không? Cái lá khô. Khô thì nó phải khô rồi. Không ai bài khuôn bên kia đi, chứ nó mau. Lúa này lúa giống gì chú? OM34. OM34 hiện tại giá bán được nhiều ký chú? Bán 7.3 mấy ngày mưa đâu được. Đang nó cũng lớn không ra đây. Bán 7.3 giờ không biết là nó có bớt hay không ha. OM34 hiện tại giá bán được 7.300 đồng ký anh em ơi. Khô chưa đệ? Chút chút chưa anh ơi. Khô được chút chút. Khô được chút chút. Thôi thử rồi chứ. Được đâu, kịch lại anh trời quá à. Gấp. Tại mưa quá trời mưa liên tục. Dạ bảo hổm rày. Bảo hổm rày chú ơi. Qua kia bay đi, bay đi xuống cắt luôn. Để đỡ đỡ lực chứ giờ đợi trời. Thôi vậy có gió cũng đỡ lắm đó nghe chú. Có gió. Nó vũ ba cái hạt nước xuống để mình cho nó mau khô chút. Mau khô quá chú, thấy vậy êm lắm á. Mùa bão này bây giờ nếu mà có máy bay là người ta bay để ra cắt luôn à. Cho nó văng nước ra thì cắt đỡ chứ để đi hoài cho cắt. Dạ. Rồi, lúc này cho điều khiển cho tiếp tục bay nữa. Bây giờ còn cách này chứ không còn cách nào nữa mấy ní ơi. Bảo hoài thua. Máy cắt máy kéo thì đậu đầy đủ hết rồi nhưng mà cuối cùng còn gió mạnh lắm chứ không phải giỡn đâu phải không.
quằn quằn mấy cái này để cho nó khô. Đây, hiện tại cây 100. Nãy giờ thì máy bay bay cũng khô rồi nè em ơi. Ê, ê. Ây cha. Rồi, bữa nay anh em mình cùng xem giải trí đánh kinh xuống miền Tây mình nha. Rồi, đăng mại xuống rồi kìa trời. Ây cha. Ê, đi đâu hả? Ở đây cũng có mấy cây 100 của Trung Quốc nữa nè em ơi. Hiện tại 2 cây 100 Trung Quốc với 2 cây 100 Nhật Bản. Mới vừa xuống đồng cây còn thêm cây nữa nha anh em. Máy bay bay nãy giờ khô đọc lúa rồi. Đánh ruột. Đúng dần không? Đồ tiếp tục đẩy anh em ơi, trời bão còn bão đây ngay. Lúa này của cô hả cô? Dạ. Bán được nhiêu ký lúa này giống gì? Ô em 34 ha, bán được nhiêu ký cô? Bán được 7.300 ha. Dạ. Công được 7-800 ký tấn gì không cô? Công chắc 7-800. Dạ. Chưa căng chưa biết. Khi nào căng mới biết ha. Dạ rồi, cảm ơn cô nhiều. Nhìn thấy lúa đẹp không? Dạ đẹp. Để đi tuốt ở trong cái đầu trong nè. Thì đây cây có 2 cây của Trung Quốc nữa anh em ạ. Ở đây thì hiện tại 4 cây 100, 2 cây của Nhật Bản, 2 cây của Trung Quốc. Đây. Cây này cũng của Trung Quốc luôn nè. Một cây 115 với một cây 105 anh em ơi. Cây này thì cây 115 nè. Còn cây 100 này là cây 102. Rồi tiếp theo cây 100 nữa. Mới về xuống cây còn cây nha anh em. Hay xuống. Hiện tại OM34 bán được 7.300 đồng một ký anh em ơi. Rồi xuống lụm luôn nè anh em ơi. Còn thứ dữ không à. Cây này là cây 102 đang đu đít theo cây 115. Bên đó thì xe kéo. Hay xe kéo này hỗ trợ cho cây
102 cùng cây 115 của Trung Quốc. Lúc này thì xe kéo đang lên nè. Xe kéo này hỗ trợ cho hai cây của Trung Quốc nè. Cái đường khó lên dữ trời. Ve nữa. Ve một hồi nằm luôn á. Trời ơi. Lái không ăn mấy ní ơi. Sình nó đội, nó độn bánh lái không qua. Này hai cây Trung Quốc đang đi xuống nè anh em. Đang xuống cặp kè cách cửa liền cũng không xa, còn đây cây 100 của Nhật Bản. Lúc này thì trời còn mưa bão cho nên máy bay bay nãy giờ cũng khô ráo à. Sáng thì ổng lụm hết đám linh đình luôn. Rồi tiếp tục lấy máy bay ra bay. Hai cây 100 của Trung Quốc mà. Đây Trung Quốc ra. Dữ dằn không? Quá trời xè luôn cây 115. Tiếp theo thì cây 102. Trăm lẻ hai này chạy không lại cái 115 tại vì bánh xích nó nhỏ hơn, công suất nhỏ hơn. Tiếp theo thì đội hình xe kéo hỗ trợ cho hai cây 100 của Nhật Bản. Trăm lẻ hai sống qua luôn ha. Thứ gì chịu nổi. Xe kéo này hỗ trợ cho cây 102 của Trung Quốc. Hai cây Trung Quốc cũng đang đi xuống mà cái hậu này cũng xa dữ vậy. Không biết là có chuột nhiều hay ít nha mấy ní ơi. Thấy cũng có người dân ra đồng để bắt nè. Lúc này thì còn bên đây thì dòng túi nè mấy ní, tại vì bên đây vẫn còn bên đây tại vì trẻ ra làm hai nè. Còn hai cây Trung Quốc đang bấm theo sao đích ở phía bên kia. Hậu này quá trời dài luôn.
cây này thì cây 102 nè. Trung Quốc chạy tốc độ cũng dữ dằn lắm, nhưng mà độ bền thì không bằng máy Nhật anh em à. Máy Nhật cái gì chứ xài nó bền. Có cũ bán cũng có giá hơn máy này. Máy này cũ bán rồi không ai mua. Đồ của hàng Tàu là nó gì đó. Lúc này thì hai xe kéo hỗ trợ cho hai cây 100 của Nhật Bản đang búa vô anh em ạ. Còn hai cây của Trung Quốc thì đang tiến lên đầu trên. Xe bên tay phải của mình thì đầy, còn bên tay trái thì còn lưng nè. Rồi, đang chuẩn bị leo đê lên nè. Quá sạch rồi. Chiếc này chơi lớn luôn anh em ơi, 3 lớp. Đâu vô có kìa anh em. Xe này mạnh khủng. Chào chú ơi. Thấy gom về cho bò ăn cái gì anh? Nuôi được mấy con bò? Hai con bò được hả? Bò cái. Bò cái ha. Bò cái là bò nào có đâu? Bò lâm chứ không phải bò nhà hả? Bò nhà mình nuôi. Mình bỏ nhà đi khỏi tốn tiền nọc. Gì là bỏ mướn ha, không tốn tiền không? Mình bỏ nhà luôn khỏi đúng tiền nào, sướng chết luôn. Đây cây 100 quyền lực đang đi vô nè. Lúa còn trắng đồng hết luôn rồi nè. Lúa này 600 mấy 700 gì đó. Rồi qua cắt cái tiếng bên đây nữa nè, tại vì hồi nãy trẻ cái làm hai nè anh em. Với lại trời này thì cắt phần nửa gì đó, lỡ như có mưa thì cũng không sao anh em ơi. Còn mà mình cắt nguyên miếng mà dân chung quanh nó trơn, còn chính giữa thì khui nước nó không ra. Đây máy thì rút nước ra nãy giờ cũng khô rồi nè. Nãy giờ là cắt có phần nửa, còn phần nửa nữa. Cắt gì thì nó mưa cũng không sao, không đến nổi. Ở trong ruộng cũng bắt được vịt luôn hả? Dạ, bắt dưới sông á. Dưới sông à? Dạ. Nó đi lạc á. Đi lạc ha. Rồi bữa nay về nướng luôn. Nướng á, nướng mấy không? Vịt này mập không? Ốm ha. Vịt này có mong giờ nướng muối ớt mới ngon. Nước sình bùng không à anh em ơi. Còn hai cây Trung Quốc đang đi xuống nè. Nó đi không nổi luôn trời. Ghe nữa rồi, ghe hồi là lúng một đống luôn. Ghe hồi là đổ nợ tùm lum luôn. Bấm luôn, ừ. Đất cha rồi. Đậy rồi đó, bảo đảm luôn, ghe hồi lại luôn. Chạy đường nào khỏi chứ. Đậy rồi.
đó, chạy lên nổi mới sợ. Rồi lúc luôn rồi. Bỏ tay. Cái này thì hai cây 100 đang đi xuống nè. Rồi trời phóng lên được luôn hả? Hay dữ vậy ta. Tôi có đẩy rồi anh em. Hai chiếc thì đang so kè bên đây nè. Trời chuyển mưa tiếp tục nè anh em ơi. Hiện tại 3 cây đang sang bằng khu vực này. 4 cây luôn. Rồi cây sẽ kéo lại rồi nè. Yeah, một hồi là tới số. Chạy đâu cho thoát. Này rồi. Yeah. Chuyển mưa cạnh này nè. Tụt về khỏi luôn trời. Gì mà nãy giờ ve cái đường bóng lưỡng luôn nè. Rồi. Rồi sao rồi? Chết cha. Rồi đang đi lên. Quá đẹp. Máy thì tiếp tục đang rút nước ra cũng khô rồi nè. Thì hai cây 100 cây này đang xuống trước nè. Trời hết ca hết số luôn rồi nè. Trời chuyển mưa tới nè. Quá trời chuyển luôn. Hai tài xế này rất là chăm thủ nè. Máy Nhật anh em à. Hai cây Trung Quốc thì qua cái lô bên đây cắt tiếp tục nữa nè anh em. Còn hai cây 100 của Nhật Bản thì hiện tại còn chút xíu thì nữa rồi à. Vậy là Trung Quốc cắt hai lô, còn Nhật Bản thì cắt một lô. Wow, được bọc mọi luôn ha. Trời lúc này chuyển mưa nè anh em, đang mưa ở cái đoạn trên dữ dằn luôn à. Trắng giả trơn luôn rồi nha. Mưa anh em ơi. Rồi, mình xin tạm dừng video tại đây. Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Mình cảm ơn rất nhiều. Hẹn video tiếp theo luôn anh em. Cắt rồi à. Qua luôn nghe anh em. Ôi giời. Mưa rồi. Mưa rồi. Hết hồn cái đó mưa không.